Dạ vâng anh chị ơi, ngày mùng 6 đầu tiên khai xuân, em An sẽ lên sóng giới thiệu cho anh chị những mẫu xe đang có mặt tại cơ sở 1 của siêu thị ô tô Bình Dương, tại số 1968 ngã ba Hồng Xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, Gia An, Bình Dương chị nhá. Cơ sở 1 thì em An còn khá nhiều xe, mặc dù là cũng có một số mẫu xe thì em An đang cho anh em mượn. Rồi, chiếc xe đầu tiên em An giới thiệu là một chiếc EcoSport sản xuất 2019 và em này đang lăn bánh 55.000 km, 455 triệu, động cơ 1.5 số tự động. Em này thì là bản giữa chị nhá. Coi của Sport, mẫu xe 5 chỗ, gầm cao cỡ nhỏ, rất là mạnh mẽ, cơ bắp luôn ạ. EcoSport đấy chị nhá. Bản giữa 2019 và đang lăn bánh 55.000 km. Tiếp theo một chiếc Kia K3 bản 1.6 Premium. K3 chị nhá. Màu xanh rất là đẹp và em xe này mới đi có 13.000 km thôi. 669 triệu đồng cho mẫu này. K3 1.6 Brand sẽ là nội thất hai màu đen kết hợp màu đỏ có sạc không dây. Thiết kế của K3 thì vô cùng là trẻ trung, bắt mắt đúng không ạ? Morning bản S, bản Luxury đấy ạ, 2019. Em này là Morning 2020 chưa ạ? Xin lỗi chị, 2020, và em này hiện tại nhà ma đang chào bán là 358 triệu. Lăn bánh rất là ít nha chị nhá. Em này mới đi có 21.000 thôi. Morning, phần đuôi sau của Morning và K3 đây. Cũng như là EcoSport, EcoSport là bánh treo rồi anh chị thấy không ạ? Những ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão, anh chị ưng và thích mẫu nào thì alo cho em An để giá tốt nhất, yêu thương nhất cho anh chị. Một chiếc xe rất là đặc biệt đây, một em GT Line chị nhá. Sản xuất 2021 và đang lăn bánh 10.000 km chuẩn, màu xanh rất là thể thao, trẻ trung. Em này là Kia Morning và GT Line 2021. Và đang được chào bán mức giá là 425 triệu. Đấy, chị về thành phố để chị cũng biết thôi, tiết kiệm luôn cho mình được cái tiền biển số 20 triệu đúng không ạ? Tiếp theo một chiếc Hyundai Accent số động bản tiêu chuẩn, bản AT 2020, lăn bánh 38.000, biển 65A Cần Thơ, biển rất là đẹp nha anh chị nhá. Em này đi 38.000 còn nguyên giản theo xe, rất là đúng chất. Mẫu này thì hiện tại nhà man đang chào bán, đang chào bán với mức giá cho em xe này là giá em đang giảm nha chị nhá, còn 450 triệu. Đó. Ngày đầu tiên của năm mới khai xuân trở lại thì chị cứ ưng mẫu nào alo cho em An, có giá tốt yêu thương nhất cho chị. Đó. Em An thì bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay mùng 6 rồi. Tiếp theo một chiếc Morning, Morning 2020, số động biển 62A Long An, em này là bản giữa chị nhá. Em này thì cũng mới lăn bánh hơn 20.000 thôi. Hơn 20.000 thôi chị ạ. Em này thì hiện tại nhà em An đang chào bán với mức giá là 325 triệu, lăn bánh 32.000 km. À, tiếp tục thì em An mới về một chiếc tiếp tục là Cola đây chị. Cola em An còn hai chiếc bản tiêu chuẩn như 2019 và màu trắng và màu đỏ ế từ trong năm đấy ạ. 19 đi 53.000, em này đang giảm cho chị còn 550 triệu. 2019 đi 77.000 để chị 540 triệu chị nhá. Đây đủ đồ chơi rồi, ghế da, màn hình. Hyundai Tucson, em này là Tucson, em này là bản xăng đặc biệt ATH, đi 33.000 chọn 725 triệu. Quay tổng hợp nên là em An quay cũng nhanh thôi. Anh chị nào mình thích hình ảnh video của mẫu nào thì anh chị cứ nhắn tin, em An sẽ gửi cho anh chị cụ thể hơn anh chị nhá. 725 triệu em này là bản xăng đặc biệt. Fortuner dầu số sàn 2019, nhà máy em An cũng chậm để từ trong năm đấy. Em này thì là đang là 938 triệu nhưng mà em An giảm cho chị nhá. Giảm cho chị bây giờ chỉ còn 880 triệu thôi. Số sàn máy dầu 65.000. Captiva LTZ 2018 lăn bánh 38.000 km. Em này thì mức giá rất là hợp lý cho anh chị. Số tự động, có cửa sổ trời, thắng tay điện tử đầy đủ hết. Em này đang là 545 triệu. Santa Fe bản xăng Bre 2021, xăng Bre anh chị. Em này thì đang là 1.055 triệu, xăng Bre bản cao cấp nhất đấy, xăng Bre 2021, 1.055 triệu chưa, biển Đồng Nai. Fortuner TRD Sportivo 2014, em này đang được chào là 585 triệu, đã lên màn hình Android để độ khóa đầy đủ thông minh. Fortuner máy xăng anh chị, bạn Sportivo 2014 anh chị, 2014. Xe thì em An sẽ cập nhật rất là nhanh thôi. Một hai ngày nữa thì sẽ cập nhật về rất là nhiều mẫu xe. Có một số mẫu xe như em An có nói là anh em đi về quê rồi cho anh em bạn bè mượn thì cũng về gần mất 10 mẫu. Mà em An cũng đang cần mua không giới hạn nhé. Rất nhiều xe, anh chị có xe đẹp cần bán thì giới thiệu em An. Everest Titanium 2019 lăn bánh đúng 16.000 chuẩn. Em này thì hiện tại đang là 1 tỷ
95 triệu chưa? 1.095 triệu cho mẫu này. Everest Titanium 2019 mà đi đúng đồng hồ thôi anh chị nhá. À, Camry 211, à, em này là 470 triệu 211 2.4G. Toyota Camry 211 2.4G. À, xe thì anh chị mình quan tâm mình cứ đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh, xe về liên tục em An sẽ cập nhật hàng ngày cho anh chị nhá, để anh chị mình không bỏ sót bất cứ một cái sản phẩm nào của siêu thị ô tô Bình Dương. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và em An chúc anh chị những ngày đầu tiên của năm mới, sau một năm Quý Mão, thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và tài lộc.